Chào cô chú anh chị và các bạn, cả nhà ơi, thì trưa nay Nguyệt Mai sẽ vào bếp làm món gà kho sả ớt để Nguyệt Mai với Tí ăn bữa cơm trưa. Thì hôm nay Nguyệt Mai vừa mới đi làm về luôn đó cả nhà. Thì Nguyệt Mai mua được 4 cái cánh gà ở ngoài chợ, thì không biết nấu món gì. Nguyệt Mai thích ăn gà kho sả ớt cho nên Nguyệt Mai sẽ làm món gà kho sả ớt trưa nay nha. Nguyệt Mai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với Nguyệt Mai nha. Xin mời cả nhà. Cả nhà ơi, để làm món gà kho sả ớt thì Nguyệt Mai có 4 cái cánh gà nè cả nhà. 4 cái cánh gà này Nguyệt Mai mua khoảng 700-800 gram gì đó. Còn đây là một ít tỏi đã băm nhuyễn rồi. Và đây là sả cây chưa có bào và hai quả ớt. Ở đây có một ít đậu bắp nè cả nhà. Chút nữa Nguyệt Mai luộc nha. Rồi bây giờ Nguyệt Mai sẽ đi sơ chế cánh gà nha cả nhà. Cả nhà ơi, Nguyệt Mai có ở đây là nước vo gạo nè cả nhà. Hồi nãy Nguyệt Mai nấu cơm, Nguyệt Mai giữ lại cái nước vo gạo này á để Nguyệt Mai rửa cánh gà. Thì Nguyệt Mai thường hay rửa cánh gà bằng nước vo gạo. Nếu mà anh chị không có nước vo gạo á, thì các anh chị có thể dùng bột gạo nha. Bột gạo nó rất là có lợi ích cho việc sơ chế thực phẩm để nấu ăn đó cả nhà. Sau khi Nguyệt Mai đã rửa qua nước bột gạo, sau đó Nguyệt Mai sẽ cho một ít rượu gừng nha cả nhà. Đây là cái keo rượu gừng mà Nguyệt Mai tự ngâm bởi dành sơ chế thực phẩm. Nguyệt Mai cho ít rượu gừng vào trong đây, Nguyệt Mai rửa. Nguyệt Mai cũng cho vào một ít muối hột vào luôn của Nguyệt Mai bóp nha. Mình rửa như vậy thì gà nó không có hôi lông nha cả nhà. Như vậy là Nguyệt Mai đã sơ chế thịt gà xong rồi đó cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ chặt thịt gà nha. Cả nhà ơi, Nguyệt Mai đã chặt gà cánh gà xong rồi. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ để qua một bên nha. Nguyệt Mai sẽ đi băm sả nha cả nhà. Nguyệt Mai đã băm sả xong rồi nè cả nhà. Sả thì Nguyệt Mai không có băm nhuyễn đâu nha cả nhà nha. Nguyệt Mai băm vừa vừa như thế này thôi, chứ Nguyệt Mai không có băm nhuyễn ra. Nguyệt Mai cũng đã băm sả xong rồi, Nguyệt Mai sẽ bắt cái nồi nước lên để Nguyệt Mai luộc đậu bắp nha cả nhà. Nguyệt Mai đảo đậu bắp. Thêm một ít dầu để Nguyệt Mai sẽ phi tỏi với sả nha cả nhà. Tỏi với sả Nguyệt Mai sẽ phi trước. Nguyệt Mai sẽ cho cái phần sả băm của Nguyệt Mai vào. Và cho một ít tỏi luôn. Cái phần tỏi hồi nãy đó Nguyệt Mai cho vào luôn nha cả nhà. Chừa lại một chút xíu tỏi thôi. Chừa lại một chút xíu tỏi nha cả nhà. Nguyệt Mai sẽ phi cái phần sả này lên. Hãy
Cả nhà ơi, sau khi xả nó thấy vàng rồi Nguyệt Mai sẽ tắt bếp nha cả nhà. Nguyệt Mai sẽ tắt bếp và xúc hết cái phần xả này ra. Nguyệt Mai sẽ tắt bếp và xúc ra. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ xúc hết cái phần xả và tỏi phi này ra. Nguyệt Mai sẽ đổ ngược trở lại trong cái chảo này một ít dầu nha cả nhà. Dầu này là sẽ có dầu tỏi và dầu xả luôn đó cả nhà. Nguyệt Mai vừa mới thắng đó, Nguyệt Mai sẽ chắc ngược trở lại. Sau đó Nguyệt Mai sẽ cho vào đây khoảng một muỗng đường nha cả nhà. Một muỗng đường để Nguyệt Mai làm caramel. Màu vàng caramel nó đã lên nè cả nhà. Nguyệt Mai cho cái phần tỏi hồi nãy còn lại đó, Nguyệt Mai cho hết vào luôn. Sau đó Nguyệt Mai sẽ cho cái thịt gà vào nha cả nhà. Nguyệt Mai cứ xào cho thịt gà nó săn lại hết nha cả nhà nha. Nguyệt Mai sẽ pha nước sốt để Nguyệt Mai sẽ kho gà nha cả nhà. Nguyệt Mai cho vào đây khoảng một muỗng nước mắm, hai muỗng nước mắm. Một muỗng đường. Nửa muỗng bột nêm. Nửa muỗng bột ngọt. Hoặc là ít hơn nha cả nhà, tùy vào khẩu vị của gia đình nha cả nhà nha. Như vậy thì Nguyệt Mai cho vào hai muỗng nước mắm, một muỗng đường, nửa muỗng bột nêm, gần nửa muỗng bột ngọt. Nguyệt cho ngoài 1/3 muỗng muối vì sợ nó mặn á cả nhà. Nguyệt Mai cho vào khoảng một muỗng dầu hào. Thịt gà nó rất hợp với dầu hào cả nhà. Có thầu hào vào cái miếng gà kho mình đó, sao nó săn bóng, nó ngon lắm. Rồi Nguyệt Mai cho vào đây một muỗng dầu mè luôn. Và Nguyệt Mai cho vào đây khoảng hai muỗng nước nữa nha cả nhà, 2 hoặc 3 muỗng nước. Rồi Nguyệt Mai sẽ trộn cho hỗn hợp gia vị này lại. Nguyệt Mai sẽ khuấy lên. Thì cái chảo thịt gà của Nguyệt Mai xào từ nãy giờ nó cũng đã săn lại nè cả nhà. Nó săn lại rồi. Màu sắc nó cũng vàng, nó cũng khá là đẹp rồi nè cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ cho cái nước sốt gia vị từ lúc nãy vào nha cả nhà nha. Nguyệt Mai sẽ cho cái nước sốt gia vị hồi nãy vào. Và Nguyệt Mai tiếp tục xào cho thịt nó săn. Nó săn nó chín lại. Có dầu hào vào thì miếng thịt gà nó săn bóng đó cả nhà.
Cả nhà ơi, lúc này thì Nguyệt Mai thấy là miếng gà nó cũng đã vàng săn sệt lại rồi này cả nhà, chín cái mùi thơm nó đã dậy lên rồi này cả nhà. Thì lúc này Nguyệt Mai sẽ cho xả nãy Nguyệt Mai phi vào nha. Đây là cái chén xả lúc nãy Nguyệt Mai phi lúc đầu đó cả nhà, Nguyệt Mai cho vào luôn. Rồi Nguyệt Mai cũng đảo lên cho cả nhà, cho cái gà nó ngấm. Cả nhà thấy không, lúc này cái xả để vô nó vàng giòn, nó rất là ngon luôn. Tại vì mình xả mình đã phi rồi đó cả nhà, cho nên miếng xả mình nó thơm và nó giòn lắm, và màu sắc nó cũng rất là đẹp nữa cả nhà. Đây là hai trái ớt Nguyệt Mai cũng đã cắt lên rồi cả nhà, Nguyệt Mai cho vào luôn. Mời cả nhà cùng dùng cơm với Nguyệt Mai nha. Con xin mời cô chú, các chị và các bạn cùng dùng bữa cơm thịt gà kho xả ớt với con nha. Xin mời. Mời con ăn đi con. Dạ. Nguyệt Mai vừa nấu món gà kho xả ớt luôn cả nhà ơi. Hôm nay không có canh, không có gì trơn, chỉ có thịt gà kho xả ớt với lại đậu bắp luộc thôi nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cả nhà nha. Con mời mẹ dùng cơm, con mời cô chú các chị các bạn dùng cơm nha. Rồi, cảm ơn con, ăn đi con. Ngon quá cả nhà ơi, thịt gà nó vừa mềm, nó thấm gia vị, là cái xả cả nhà, cái xả mình phi lên á, nó giòn, nó cảm giác nó giòn mà nó thơm lắm cả nhà, nó không có mềm mà nó hôi mùi xả, nó nặng mùi xả, cho nên là Nguyệt Mai làm theo kiểu này rất là ngon cả nhà. Nó bắt được ngon cái nhà. Cái miếng gà kho xả ớt này theo kiểu Nguyệt Mai là cả nhà, nó vừa thấm gia vị nha cả nhà, miếng gà nó vừa, nó dai vừa luôn á. Tại vì cánh gà này là Nguyệt Mai mua cánh gà công nghiệp, mình ngoài xào theo kiểu này thì cái thịt nó sẽ săn chắc và nó vừa ngon. Còn nếu mà gà ta thì các anh chị có thể cho thêm nước vào, mình nấu một thời gian rồi sau đó mình mới đổ nước sốt vào vào sau. Cái xả này nè cả nhà, Nguyệt Mai phi lên á, Nguyệt Mai phi lên á, cho nên là nó giòn và nó thơm lắm cả nhà, ăn nó cảm giác nó thơm và nó giòn lắm, rất là ngon luôn. Cách này cũng rất là dễ và nhanh đó cả nhà. Nguyệt Mai nghĩ là chị em nào mà chưa biết làm á cũng sẽ làm được.
Ngon không? Dạ ngon. Thích ăn món gà này không? Dạ có. Gia vị đậm đà lắm. Mặt mặt ngọt ngọt nữa. Để ăn nha. Dạ. Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài. Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Nguyệt Mai xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nguyệt Mai. Xin cả nhà hãy cho Nguyệt Mai một like và một đăng ký kênh. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nguyệt Mai xin cảm ơn. Xin chào cả nhà.